Em, hôm nay cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài Trái đất và các đối khí hậu trong môn tự nhiên xã hội lớp 3 thông qua tài liệu thiết bị dạy học số. Đây là hình ảnh trái đất trong không gian. Các em hãy quan sát vào quả địa cầu, mô hình của trái đất. Cực bắc địa lý là điểm giao nhau giữa trục tự quay của trái đất và bề mặt trái đất ở bắc bán cầu. Các em cùng quan sát lên trên màn hình. Cô sẽ cùng thực hiện với các em. Đầu tiên, các em sẽ đưa chuột vào vị trí ký hiệu chấm tròn đỏ. Sau đó, các em sẽ ấn chuột vào vị trí này để đưa ra nội dung và âm thanh của bán cầu Bắc. Bán cầu Bắc là một nửa của bề mặt trái đất nằm ở phía bắc của đường xích đạo. Tiếp tục, các em sẽ đưa chuột vào chấm tròn đỏ ở vị trí số 3 để đưa ra nội dung và âm thanh giới thiệu về đường xích đạo. Đường xích đạo là một đường tròn tưởng tượng được vẽ ra trên bề mặt trái đất tại khoảng cách nằm giữa hai cực. Chúng ta cùng đến với bán cầu Nam để xem bán cầu Nam sẽ được giới thiệu như thế nào. Bán cầu Nam là một nửa của bề mặt trái đất nằm ở phía nam của đường xích đạo. Và cuối cùng đó là cực Nam. Cực Nam là điểm giao nhau giữa trục tự quay và bề mặt phía nam của trái đất. Như vậy là thông qua quả địa cầu cũng như mô hình của trái đất, các em đã nắm được các dạng mô hình của trái đất cũng như các nội dung về mô hình của trái đất này. Ở đây là sơ đồ các thứ khí hậu trên trái đất. Dưới này là khu vực địa lý trên trái đất với kiểu khí hậu vùng cực nằm trong khoảng hai vòng cực đến hai cực. Như các em đã quan sát ở trên màn hình thì ở trong này sẽ là hình ảnh sơ đồ các đối khí hậu trên trái đất cũng như hình ảnh của các đối khí hậu. Ngoài ra ở trong trang này còn có ký hiệu chấm tròn màu xanh. Khi các em kích chuột vào chấm tròn màu xanh sẽ ra các nội dung về từng đối khí hậu. Các em cùng thực hiện theo cô nhé. Cô sẽ đưa chuột vào chấm tròn màu xanh với đới ôn hòa. Đới ôn hòa là một khu vực khí hậu nằm tại các vĩ độ từ cận hè cận nhiệt đới tới các vòng cực của trái đất nằm giữa lưới nóng và lưới lạnh, khoảng cách từ vị trí đến vòng cực ở cả hai bán cầu. Chiếm một phần khá lớn diện tích đất nổi trên mặt đất. Như vậy là qua phần vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu về sơ đồ các đối khí hậu trên trái đất cũng như nội dung về các đối khí hậu. Chúng ta cùng đến với hoạt động tiêu biểu của con người ở từng đối khí hậu. Tiêu biểu của người dân diễn ra trong phong tiết như chăn nuôi tuần lộc, câu cá. Ở đối ôn hòa, khí hậu phù hợp với hoạt động du lịch theo mùa và trồng các loại cây như nho, táo, lựu, lúa mì. Ở các đối lạnh, tiềm tác hoang mạc khô hạn, người dân di chuyển bằng lạc đà, những vùng trũng ẩm thuận lợi cho các hoạt động nông nghiệp. Và đây là bài kiểm tra điểm tích thông kiến thức của các em.
các em hãy kéo bạn và đối tượng đến các địa điểm của chúng cho phù hợp nhé. Các em cùng làm theo cô nhé. Tiêu biểu